chung tay cùng nhân dân vùng dịch vượt qua khó khăn trong thời gian các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tập trung giải cứu nông sản từ tỉnh Hải Dương. Việc kiểm soát dịch tốt nên người tiêu dùng yên tâm mua và sử dụng hàng hóa nhập về địa bàn. Người, phương tiện và các mặt hàng nông sản từ Hải Dương, nơi vùng dịch COVID-19 về tới Ninh Bình được trải qua quá trình thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch như nguồn nông sản đảm bảo có xuất xứ, người thu hái vận chuyển được kiểm dịch, phương tiện lưu thông đều phun thuốc khử trùng. Các thủ tục được các cơ quan chức năng hai tỉnh ký kết có hiệu lực qua hệ thống Internet, mạng xã hội. Chúng tôi đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương và tỉnh đoàn Hải Dương, Hội Chữ thập đỏ Hải Dương để từng bước tiêu thụ các sản phẩm của bà con. Thì thông qua cái Sở Nông nghiệp thì giới thiệu với chúng tôi những sản phẩm sạch và đã được kiểm dịch. Và đặc biệt là cái công an tỉnh, công an các huyện, thành phố của Hải Dương đã kiểm soát cái việc là ra vào của xe. Có thể nói đến thời điểm này là cái nông sản về Ninh Bình là bảo an toàn. Hơn 80 km qua 10 trạm kiểm soát, các chuyến hàng nông sản của tỉnh Hải Dương lần lượt được nhập về các địa điểm trên địa bàn. Ngoài những người đến trực tiếp mua giải cứu để đảm bảo chất lượng tươi ngon nhất, đồng thời hạn chế tập trung đông người, các tình nguyện viên còn chuyển theo yêu cầu của khách hàng. Nhiệm vụ của những tình nguyện viên như chúng tôi là vận chuyển những cái nông sản tới địa chỉ mà bà con cần để giải quyết lượng hàng trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất ạ. Hàng hóa được đóng gói cẩn thận, lực lượng giải cứu và phương tiện được thực hiện tốt quy định trong phòng dịch, nên người dân khá yên tâm tiêu dùng nông sản, giúp bà con nông dân Hải Dương nhanh chóng ổn định đời sống, sớm trở lại sản xuất khi dịch đi qua. Qua tìm hiểu cái phòng chống dịch bệnh như này thì chúng tôi cũng tin tưởng về cái sản phẩm của tỉnh Hải Dương, nên là chúng tôi cũng nên ủng hộ tỉnh Hải Dương từ rau, từ hoa quả để giúp bà con đỡ bức xúc về cái đầu ra. Hàng chục tấn nông sản được giải cứu thành công và tiếp tục được triển khai ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Người dân Ninh Bình đang chung tay cùng các địa phương có dịch giải quyết những khó khăn trước mắt, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế.